Đó, các bạn thấy không, cực kỳ im luôn. Test này, tắt này. Số 2 này. Đó, mạnh. Quạt mắt rưỡi luôn. Số 3 này. Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì đây có hai cái quạt của một anh gửi nha các bạn. Không biết anh đó, anh hàng xóm cũng đẹp trai ấy. Đây, giờ một cây nhỏ và một cây to. Thì ở đây thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra và sửa cây nhỏ trước nha các bạn. Đây, buổi chiều mình có sửa một cây quạt đen cánh cam của chị hàng xóm rồi. Đâu mình thử cây nhỏ này. À, cây này nó bị nghẹt chục nữa các bạn. Sao hôm nay sao gặp quạt nghẹt chục không các ta? Đó. Rồi tiếp tục một cái quạt lại nghẹt chục. Đâu thử mình ghim điện thử rồi bắt hiện tượng quạt nghẹt chục cho các bạn xem nhé. Đó. Này mình bấm nút số 3 này, mình các bạn thấy không? Nó quay giống như là. Đó các bạn thấy nó quay gì? Lết gì đó. Các bạn thấy trường hợp đó thì các bạn rút điện ra liền nhé. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình sửa nha các bạn. We'll be right back.
số 1. Wow, quạt cực kỳ mạnh, cực kỳ êm các bạn. Đó các bạn thấy không? Kêu quạt. Quạt quá ngon. Số 2. Số 3 này. Quá êm. Tại vì cái quạt của cái quạt của mình đó là cái cuộn dây này, cái cuộn dây của nó, bản dày của nó là 16 nha các bạn. 16 nhưng mà không biết có anh nào đấy anh thay vô cái có cho cái cuộn dây này có 11 mấy nè, cả như 12 đi. Đó, anh thay cái router này vô có 12 nè. Cho nên là thứ nhất là nó chạy không hiệu quả, thứ hai là chạy thời gian ngắn đi cơ. Đó. Rồi. Giờ quạt cực kỳ ngon luôn. Quá im. Đó các bạn thấy không? Cực kỳ im luôn. Test này. Tắt này. Số 2 này. Đó, mạnh. Quạt mắt rưỡi luôn. Số 3 này. Tắt này. Nếu mà quạt thường thường quạt ngủ rồi để số 1 rồi. Đó. Quá im luôn các bạn ơi. Các bạn thấy cực kỳ im luôn không? Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Clip sau mình tiếp tục mình sẽ sửa một cái cây quạt của anh chàng đẹp trai này nữa. Cũng một cây Akifan mà một cây quạt to hơn các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.